Hội dòng phúc âm sự sống, tổ 8, thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống do An chương 11 câu 25. Ai tín trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, chị em hội dòng phúc âm sự sống trân trọng kính báo. Nữ tu Marta Lê Thị Phấn, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1944 tại Cần Thơ. Được Chúa gọi về lúc 22 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2024 tại Hội dòng Phúc âm Sự sống, hưởng thọ 80 tuổi, khấn dòng 30 năm. Nghi thức tần liệm vào lúc 19 giờ thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2024 tại nhà nguyện Hội dòng. Thánh lễ an táng vào lúc 5 giờ thứ năm ngày 23 tháng 5 năm 2024 tại nhà thờ Phaolô Giáo phận Phan Thiết. Sau đó linh cữu sẽ được an táng tại đất thánh giáo xứ Phaolô. Kính xin quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý vị hiệp thông cầu nguyện cho nữ tu Marta được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Hội dòng chúng con chân thành cảm tạ. Thay mặt hội dòng nữ tu Anna Nguyễn Thị Mai, tổng phụ trách, kính xin quý cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho nữ tu Marta mau sớm được hưởng vinh quang nước thiên đàng. Amen.